Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một con game One Piece Hack 5 ha. Ok, con này thì khá nhiều anh em biết ha. Nhưng mà hôm nay em đã ra server mới. Sẵn mấy hôm nay chúng ta chơi mấy game luyện tướng được không mà hả? Tại nhiều anh em chắc cũng hơi chán nên đổi khẩu vị chúng ta qua bên anime tí ha. Ok, thì anh em nào có game nào hay thì nhớ gửi cho Heo với ha, để Heo up cho nhiều anh em khác cùng chơi cho vui. Đó. Rồi đây là một con game đua top nha anh em. Để nhiều ông vào hỏi ủa nó có phi đâu mà anh Heo đăng này nọ. Đây là con game đua top ha. Đó. Rồi đầu game thì chúng ta được free VIP 10 ha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó. Ok, 1 2. Tới luôn ha. Rồi chúng ta chạy nhiệm vụ tí cho nó lên level cao cao để mở ra nhiều cái chức năng đồ hơn. Đấy, chứ có đâu mà vô đâu có gì đâu mà chơi. Chạy tí là biết cái gì. Ở đây thì đầu vô cũng có mấy con tướng anh em. Con này như chúng ta nâng cũng được lên level cao nha. Đây là con tàu Thousand Sunny ha. Tính là con này bá thôi chứ. Mà nếu mà bây giờ mà con này mà nó lên những trận bự hơn thì bao nhiêu đó người sao đánh đủ ta. Đó, hết mẹ là lên không nổi nữa. Ok, vậy thôi để cho nó chạy tiếp. Đâu rồi tới luôn nè. Đâu rồi, 18, 19 rồi. Đột nhanh thì chứ, vô nó đánh có mấy phát rồi anh em mà chưa có nâng gì luôn á, tướng là chưa có nâng gì luôn á. Thôi bây giờ chúng ta tới thông tin server đi ha. Đây fanpage game, đây vua hải tặc quyết tử H5 khai mở S15 sạn ha. Ủa đâu, cái này là xuân tóc đỏ. Đó, ra mắt 10 tháng 6 vào lúc 11 giờ. Tặng VIP 10, Kim Nguyên Bảo và Su. À, con này có Su, ok. Có Tân Hữu nè, con ngon, game ngon. Tân Hữu tặng tướng đỏ, Kim Nguyên Bảo và ưu đãi nè ha. Nhận code hàng ngày trên fanpage. Event tặng code khủng, like share, cái kiểu con đà điểu. Đua top nhận mảnh Monkey Dragon ha. Đó, xuân tóc đỏ à. Được đấy. Có thì ra hàng ngày ha. Đầu không biết là có xu nạp không ta. Vòng quay trước đi. Ta qua vòng quay. Heo thì đang ở 14. Đó, 20.000 xu, trời ơi. Không biết là có phi cái gì hay không, nhưng mà vô vậy là heo thấy mê rồi đó. Ok, chúng ta có quà tích nạp nè. Ôi giời ơi, không nghĩ là nó cho 20.000 xu luôn đó. Thơm nha. Điểm danh nhận xu, quà hàng ngày luôn. Ok, 500.000 vàng. 500.000, đó. Rồi, quay lại cửa hàng. Đồ, game phi 50.000 xu nữa nha anh em. Ok, 50.000 xu thì chúng ta được kha khá đấy. Vào đây. Rồi đi nhập code cái đã. Trước tiên chúng ta đi nhập code ha. Còn xu bọng gì thì chúng ta tính sau nha anh em. Ừ, hồi nãy thì game nó có quà tích nạp không đồng nè ha. Đó, ta nhận hết. Ok, Moria, đồ các kiểu con đại điểu. Đủ phòng như thế nào còn một đống luôn nè. Đó. Đó, 500.000. 1.500.000.
2 triệu rồi nha anh em, 2 triệu rồi. Rồi đây thuốc chấm lú. Rồi đây Moria. Đây thì chúng ta có kích hoạt nè ha, chiến luôn nè ha. Đó, thức tỉnh nó lên đó, 4 sao 3 sao. Ở đây chúng ta kích hoạt Ivan lên. Rồi ra nhận code nữa ha. Đây. Code. Đây thì code đâu rồi? Đây, đục vô lẹ dữ. Bấm cái vô liền anh em. Đó, vậy mới nhanh, vậy mới được chứ. Ở đâu mà lề mề là không thích ha. Đó. Rồi chúng ta còn một cái code tân thủ nữa ha. Còn cái code lái xe thì nhập xong cái này rồi chúng ta đi kiếm luôn ha. Ok, đá. Ủa, cái code tân thủ này cũng không ngon lắm. Ok. Rồi đây em nhập luôn code ngày nha anh em. Code này hiệu lực 24 giờ ha. Ok. Code hiệu lực 24 giờ, vô bến cảng lấy thư. Đó, được, mỗi ngày được 500 ngàn kim nguyên bảo, ok. Thơm lừng luôn, thơm như bánh chín luôn ha. Rồi, ở đây thì code ngày 8 không biết còn xài được không ta. 9 giờ sáng hôm qua, chắc hết rồi. Hết rồi, code thời hạn 24 tiếng ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ heo đi xin code lai xe cái này ha. Rồi nhập code like xe xong nè. Đâu rồi, đó. Cũng được khá khá hả? Được 1 triệu luôn chứ khá. Quê gì, được 1 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần xu ha. Ở đây thì chúng ta đổi vàng vô, đổi chọn server ha. Ok, 20 ngàn. 20 ngàn hồi nãy vô cũng được nè anh em. Không, nạp đầu nó sẽ nạp nhiều hơn. Cái gói này có 100 lần. Ok, nạp 50. Đó, vô nè. Vâng, heo đã lên được VIP 12. Tên 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 tên. Nhận được quà nạp đầu Jumper, Tony Tony Jumper ha. Đó, nhận nào rồi lắc luôn Tony ơi. Rồi, đâu rồi, bé Tony của ta đâu rồi? Đây, Tony, Tony Jumper hả? Đó, đào tạo bé thành một chiến sĩ kiên cường nè. Rồi, cho bé chiến đi hả? Ok, chúng ta phải chạy lên level cao hơn đồ. Đó, sẽ mở được thêm nhiều nữa hả? Chứ cái này còn khá là ít nha. Được 5 triệu rồi. Thôi, heo còn 20 mà đẩy luôn đi anh em. Để làm gì, có biết làm gì với 20 ngàn đâu. Đó, nạp vô luôn ha. Ok, được 5 triệu tư nè. Rồi. Quá thơm, chỉ còn đợi gì nữa. Ta phải chạy dịch vụ đồ nè, đó. Cho nó lên level đồ. Đậu xanh cho nó không qua. Ok, ở đây cũng từng có được một mớ tướng ha. Cho nó vào đi. Ivan thì lên cũng được 5 sao nè. Chiến luôn. Moria còn không ta? Moria không còn nữa. Rồi chúng ta nhận được Khalifa hả? Rồi ở trong bến cảng. Bến cảng thì chúng ta có tầm bảo nè. Rồi đặc sắc. Rồi hải quân hả? Rồi quà hàng ngày. Rồi quà hàng ngày nè, đó nạp hàng ngày. Nạp hàng ngày, còn đây là quà server khuyến mãi nè. Nạp đầu nè. Nạp liên tục, tích nạp gì nè hả? Đây là thời trang. Ta mở luôn thời trang ha. Tuy là nó có hơi thốn một chút nhưng mà ok. Đó. Rồi, đó, đó, nhận được quá trời luôn thấy không? Trời ơi, game, mấy game mà phi su nạp là thấy ngon rồi anh em. Cứ vô mà canh su nạp mà chơi thôi. Đó. Rồi, tâm bảo, đặc sắc. Bây giờ chúng ta mở thêm mớ hải quân nữa đi. Em nghĩ là mở bỏ 500 ra mở hải quân nha.
bỏ 500.000 kim nguyên bảo rồi chúng ta mở hải quân ha. Kiếm một con hải quân đỏ nữa là thơm ha. Ok. Mỗi ngày nó quy code cũng được 500.000 á, nên là anh em nhớ vào fanpage của game để mà lấy ha. Đây, chúng ta mở được có hai con hả ta? Đó, được Aoki nè. Ok, trời ơi, phải vậy chứ. Đồ, kỳ này ghê hả? Má mở 500 mà ra Tatsugi nữa nè. Rồi, bật vàng Sengoku nữa nè. Quải. Kỳ này thơm đây. Mà đáng tiếc chúng ta chỉ chọn một trong những người này hả? Đó, game phi nạp đầu vậy là luôn là chúng ta cũng dễ chơi nha anh em. Vô thì có tướng rồi có nạp đầu, mà qua nạp đầu thì lúc nào nó cũng ngon hết á. Nhân vật, danh hiệu, ứng danh hiệu rồi lên. Kỹ năng, thuyền thì đây cũng có nè hả? Cái thuyền qua nạp đầu đẹp hơn nha. Đó, lực chiến nó cũng nhiều hơn nữa. Rồi đánh cái này ra kim nguyên bảo nè. Đó, 6.6 hả? Belly là kim nguyên bảo đấy. Nè, đang lên nè. Đó, đánh cái này cũng được khá khá nha anh em. Rồi đánh boss là nhiệm vụ ngày, đồ các kiểu con đại liệu cũng được khá nhiều. Rồi, thì nhắc lại luôn. Ê đồ, mắt có quà nạp tích lũy nữa nè. Quà đăng nhập nữa nè. Rồi, này gì đây? À, chắc quà nạp hay gì ạ? Nè. Rồi, nhắc lại thông tin server ha. Đây, hải tặc. Vua hải tặc quyết tử ra mắt server 15 Xuân tóc đỏ ha. Thời gian 11 giờ ngày 10/6/2021 nha anh em. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Game này có phi nạp đầu luôn ha. Đó, nên là anh em nào có chơi thì tải về để chúng ta có Nami nữa nè. Ok, rồi bye bye.